Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng. Phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta phải nói là rất là mãn nhãn đúng không anh em? Rất nhiều nhóm ngành cổ phiếu nó tăng điểm và những con cổ phiếu nào mạnh nhất thì nó cũng thể hiện được sức mạnh trong ngày hôm nay. Ví dụ như những cái cổ phiếu DGC anh em thấy là nó chạy không ngừng nghỉ đúng không ạ? Phải nói là nếu chúng ta không mua ở những cái điểm phía trước thì giai đoạn này chúng ta cũng không có những cái điểm để chúng ta mua cổ phiếu. Những cái cổ phiếu như SSC, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nó tiếp tục là nó chạy. Và ngày hôm nay Công Dũng nhận thấy một điều đó là con GVR nó đã có sự nghỉ ngơi và nó dành cái phần nhân vật chính trong nhóm bất động sản khu công nghiệp cho con SSC và một số con cổ phiếu khác. Thậm chí những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp loại nhỏ như EGC nó còn tím anh em ạ. Ngày hôm nay nó còn tím. Đấy, đây là cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp loại size nhỏ nha anh em nhé. Và dòng tiền thì anh em thấy là lan tỏa đến các nhóm ngành. Chúng ta thấy là ngày hôm nay những cái nhóm ngành tăng tốt đó là cái nhóm ngành như bất động sản này, nhóm ngành như chứng khoán này và nhóm ngành thép. Đặc biệt là con cổ phiếu như HPG nó cũng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong phiên ngày hôm nay. Thị trường của chúng ta ngày hôm nay tăng điểm rất là tốt, tăng 13,29 điểm lên mốc đó là 1.237 điểm. Nó gần chạm tới cái vùng kháng cự 1.240 điểm trước đó và có 380 mã tăng chiếm áp đảo so với 98 mã giảm. Và chúng ta nhìn về cái bản đồ nhiệt ở đây, anh em có thể thấy là dòng ngân hàng vẫn là một cái dòng mà nó đang thu hút, vẫn giúp thu hút dòng tiền anh em ạ. Mặc dù ngày hôm nay cái vai trò của nó thực sự không phải là cái nhân vật chính trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhưng nó vẫn thu hút dòng tiền. Và anh em thấy được rằng là cái nhóm thứ hai là chúng ta thấy là chỉ có mỗi con SSI ngày hôm nay tăng 2,28%, Hòa Phát tăng 5,38%, tăng mạnh hơn so với những con HSG hoặc NKG. Đấy. Và anh em có nhận thấy một điều là gì không ạ? Hai cái con này nó là hai cái con cổ phiếu nằm trong nhóm VN30. Và có thể nói được rằng là cái dòng tiền bây giờ nó đang đi vào những cái con cổ phiếu nhóm VN30 và những con blue chip. Anh em nhìn con DGC này, giá nó rất là cao, giá nó 111.000 nhưng cái dòng tiền nó vẫn lao vào rất là nhiều đúng không ạ? Những con như FRT này, những con như FPT này giá nó đã rất là cao nhưng cái dòng tiền nó vẫn tham gia đấy. Và đó là cái sự luân chuyển và lựa chọn của dòng tiền trong giai đoạn này đấy. Còn những cái ngày hôm nay dòng tiền nó cũng có sự tham gia vào bất động sản. Còn khi mà anh em nghĩ đến dòng tiền là nó tham gia bất động sản nhiều nhất thì Công Dũng sẽ mở cho anh em xem cái sự luân chuyển dòng tiền và ngày hôm nay cái dòng tiền nó sẽ tham gia vào cái mã nào nhiều nhất nha anh em nhé. Trước khi vào xem những cái nội dung đó thì anh em hãy để lại cho video này của Công Dũng một lượt thích nha anh em nhé. Anh em có thấy được rằng là cái phiên cái ngày cuối tuần ấy thì Công Dũng có làm một cái video cho anh em về cái việc đó là ba cái cổ phiếu tiềm năng. Thì anh em nhìn thấy là những cái cổ phiếu tiềm năng đó mà Công Dũng hướng dẫn cho anh em này, đó chính là ba con TCM, con VGI và con NDN. Anh em có thể thấy là con VGI ngày hôm nay nó có kinh khủng không ạ? VGI, cái thời điểm mà Công Dũng làm video là nó là khoảng một ngày trước, thì nếu mà cái phiên ngày hôm qua chúng ta mua những con VGI ở đây này thì chúng ta đã kiếm được lợi nhuận rất là tốt. Con này thậm chí còn tăng 9,49 điểm đúng không ạ? Và con thứ hai đó là con NDN. NDN thực sự thì anh em mà mua bất động sản thì cái con này anh em mua cũng có lợi nhuận đúng không ạ? Nó bắt đầu là chúng ta mua từ điểm này thì nảy lên cái đỉnh phía trước nó cũng là có lợi nhuận. Còn xem con TCM chạy chưa, ngày hôm nay thì mình cũng không xem. TCM thì nó cũng túc tắc nó chạy. Và ba cái con cổ phiếu mà Công Dũng đưa cho anh em tham khảo ấy, thực sự là ba cái con cổ phiếu mạnh nhất. Vì thế ở những cái video thì anh em hãy để lại cho Công Dũng một lượt thích anh em nhé, để ủng hộ kênh anh em bấm vào nút thích đây và một phần đăng ký kênh để anh em có thể nhận được những cái giá trị mà Công Dũng muốn chia sẻ cho anh em ở những cái video vào cuối tuần cũng như là những cái video của những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta mua anh em nhé. Ở đây thì Công Dũng có đặt hai cái Zoom cộng đồng anh em có thể tham gia vào đây để chúng ta có thể là anh em cần Công Dũng tư vấn hỗ trợ trong phiên thì anh em có thể là nhắn lên đây, Công Dũng sẽ tư vấn free cho anh em, cũng như là Công Dũng sẽ đưa ra các cái quan điểm về thị trường cũng như là nhận định về thị trường cũng như chia sẻ về những cái diễn biến của thị trường cho anh em trong Zoom khách hàng cộng đồng anh em nhé. Còn để đầy đủ hơn thì anh em có thể là tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng.
để nhận được những cái điểm mua bán cổ phiếu cũng như là đầy đủ nhất tất cả các thông tin trong phiên bằng cách gắn ID tại VPS hoặc là TCBS. Anh em không muốn gắn ID thì anh em có thể là tham gia theo hình thức hội viên nha anh em nhé. Mọi người liên hệ qua Zalo đang chạy trên màn hình tới với Công Dũng. Công Dũng sẽ hướng dẫn anh em cách tham gia một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta tiếp tục xem về những cái biến động về dòng tiền nha anh em nhé. Ở đây là biến động về dòng tiền này. Anh em nhìn thấy ở đây này. Dòng tiền vẫn vào những cái cổ phiếu dòng ngân hàng với 4.380 tỷ. 4.380 tỷ đúng rồi. Và bất động sản thì kém một tí, 4.370 tỷ anh em nhá. Dòng tiền bất động sản chỉ kém theo ngân hàng một chút thôi và kém theo bất động sản một chút thì đó chính là dịch vụ tài chính, đó là những cổ phiếu của thuộc nhóm tài chính chứng khoán 3.940 tỷ. Đấy. Tiếp theo là chúng ta thấy là vào tài nguyên cơ bản là nhóm nào đấy? Nhóm thép và chủ yếu đó là vào Hòa Phát đúng không ạ? 3.510 tỷ đúng không ạ? Đấy, còn đấy là những cái số liệu mà dòng tiền nó vào bốn cái nhóm chính đó là ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính và nhóm thép anh em nhé. Đây vẫn là bốn cái nhóm chính trên thị trường của chúng ta thu hút được rất nhiều dòng tiền trong thời gian gần đây đúng không ạ? Và dòng bất động sản này thì nó bao gồm cả bất động sản dân dụng và bất động sản khu công nghiệp nha anh em nhé, nên là nó vào rất là nhiều là như vậy, nó gần bằng nhóm banh đấy. Đấy thì chúng ta thấy một điều là thị trường hôm nay tăng rất là tốt về về những cái khối ngoại đúng không ạ? Khối ngoại thì đã có sự mua dòng trở lại vào cuối phiên, anh em thấy là họ mua dòng trở lại vào cuối phiên rồi. Và chúng ta nhìn ở đây, Công Dũng đang bật sẵn cái chart 1 giờ của VN-Index thì mình sẽ phân tích ngay tại đây luôn. Anh em thấy được rằng là chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta có thể thấy là chúng ta đã có một cái đỉnh ngắn hạn ở bên này, đó là cái vùng 1.240.81 điểm. Và ngày hôm nay VN-Index của chúng ta đóng cửa là gần cao nhất phiên, mức cao nhất đó là 1.237.62. Thì ngày hôm nay index của chúng ta chỉ đóng cửa là 1.237.46 thôi. Và ở đây thì anh em mở sang cái trạng này thì anh em nhìn sẽ nhìn rõ hơn. Anh em nhìn thấy một điều đó là khi mà thị trường nó tăng lên đến cái đỉnh cũ ấy thì anh em thấy là MACD của chúng ta đang ở tít dưới nhá. MACD của chúng ta đang ở tít dưới này. Không biết là nó có thể đảo chiều được hay không, nó có thể vượt đỉnh được hay không. Thì ngày hôm nay cái chiến lược của Công Dũng đó là Công Dũng quyết định chốt lãi 50% tài khoản của mình anh em ạ. Cái ngày hôm trước anh em có nhớ là cái nhịp này này, thị trường kéo lên đây này, tài khoản của mình lãi rất nhiều, nhưng mà sau một cái cây đạp như này này, tài khoản của mình về mo luôn anh em ạ. Thực sự là mình vẫn cảm thấy là hối tiếc về cái ngày hôm đấy mình đã không bán tại đây. Nếu mà mình bán tại đây thì mình còn lãi nhiều hơn cái việc mà nó quay về đây anh em ạ. Khi chúng ta bán được ở những cái điểm này thì cái những cái điểm này này, nó quay về nó chỉ được một nửa của chúng ta thôi. Nó không bao giờ hoàn lại được tất cả những gì mà nó kéo cái nhịp hưng phấn đầu tiên ở đây. Đấy, thì mình hôm đấy thì mình cũng hơi sai lầm. Hôm nay thì mình cũng muốn là mình làm sao mình giữ lại những cái phần lợi nhuận của mình bằng cách là mình an toàn. Cái này là chúng ta đã nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhá, chúng ta nhìn thấy là nó tiếp cận đỉnh cũ, nhưng anh em vẫn còn kỳ vọng đúng không? Anh em còn kỳ vọng thì Công Dũng nói với anh em rằng anh em hãy bán một nửa đi, anh em để một nửa thôi, kỳ vọng nhá. Chúng ta vẫn phải đề phòng rủi ro, chúng ta kỳ vọng về cái nhịp đó là nó vượt qua đỉnh cũ đúng không? Nó vượt qua đỉnh cũ anh em lại có lợi nhuận nhiều hơn đúng không? Nhưng anh em có nghĩ đến cái việc nó quay ngược trở lại hay không? Anh em, thị trường chúng ta có thể là mọi cái phân tích của chúng ta ấy, nó chỉ là dự đoán thôi, nó chỉ là dự đoán và tùy theo quan điểm của mỗi người, nên là chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó về cái lý trí, đó là chúng ta tạo cái biên an toàn cho mình anh em nhé. Chúng ta nhìn rõ ràng ở đây là MACD, cái đỉnh phía trên này này, nó ở tít trên cao trên này, này. Nhưng mà ở đây, ví dụ nếu mà có lên trên này thì nó cũng chỉ lờ vờ ở dưới này. Thì chắc chắn là nó vẫn phải chịu một cái thế gì đó, gọi là cái phân kỳ âm ở đây. Anh em lưu ý nhá, về cái việc mà thị trường lên tới cái vùng đỉnh cũ và MACD nó đang ở dưới thấp, rất là thấp như thế này, thì nó vẫn có cái nguy cơ nó bị phân kỳ âm. Phân kỳ âm hai đoạn MACD. Thì sau mà cái nhịp mà bị phân kỳ âm ấy,
thì chắc chắn là nó sẽ có một cái nhịp rũ bỏ điều chỉnh, có thể nếu mà lành mạnh nó về vùng 1210. Nếu mà về đây thì anh em sẽ có 50% lượng tiền của mình thoải mái bán, và khi có những dấu hiệu về đây thì anh em sẵn sàng, anh em sẽ chốt hết những cái cổ phiếu mà mình đang cầm khi mà nó có biến anh em nhá. Cái nhịp đạt số 1 ấy thì rất là anh em có thể là về bờ được, nhưng nhịp đạt số 2 thì chắc chắn là phải lâu lâu anh em mới về bờ được. Công Dũng cá chắc như vậy, và mình có lấy dẫn chứng với anh em trong cái nhịp hai cái đỉnh nhỏ ở đây rồi. Anh em có nhớ cái nhịp này không? Nhịp này nhá, nó đạp cho một cái anh em chạy toán loạn, nhưng mà nhiều anh em chưa bán. Nhưng mà khi mà lên đến cái nhịp này này, mà chúng ta mà nó tạo những cái biên đi ngang này, mà chúng ta tiếp tục FOMO vào để mua cổ phiếu ấy, và chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ có những cái con sóng tiếp theo vượt đỉnh chẳng hạn, thì rất dễ là anh em sẽ dính phải một cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh. Đấy, và nhịp điều chỉnh này là một cái nhịp điều chỉnh chúng ta có thể là chúng ta mất 10 đến 15% là chuyện bình thường đối với một cổ phiếu. Nên hãy, mọi người hãy cẩn thận nhá, mình chỉ muốn nói là anh em phải cẩn thận thôi. Còn cái sự kỳ vọng, ai cũng kỳ vọng, mình cũng kỳ vọng, bản thân Công Dũng cũng đang rất kỳ vọng thị trường vượt đỉnh. Bản thân mình cũng rất kỳ vọng thị trường vượt đỉnh, nhưng có những cái rủi ro Công Dũng vẫn phải chia sẻ cho anh em để anh em chuẩn bị thôi, chứ không ý là mình nói là thị trường nó sập đâu nhá. Mình không muốn thị trường nó sập, ai chẳng ai muốn thị trường nó sập cả, nhưng cái rủi ro thì anh em vẫn phải đề phòng, đúng không ạ? Chúng ta đề phòng bằng cách là chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận đối với những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có lợi nhuận khi mà nó lên cái đỉnh cũ, và chúng ta còn sự kỳ vọng thì chúng ta hãy chốt lời 50% tại cái vùng đỉnh này, đúng không ạ? Đề phòng cái trường hợp nó không vượt được và nó có một cái nhịp điều chỉnh xuống M20 chẳng hạn. Xuống đây thì anh em có tiền anh em mua thoải mái, đúng không? Hay là anh em để đến ngày mai mà nó có điều chỉnh cái anh em không kịp bán cái là anh em lại kẹp luôn nhá. Anh em lưu ý nhá, và đoạn này mua mới rất là rủi ro đấy. Đoạn này mua mới là chúng ta phải pick cái cổ phiếu mà nhóm ngành mà nó thực sự là nó có chất lượng một chút và nó có thể chạy. Những cổ phiếu nào mà nó có sóng dòng mạnh ấy, hoặc là những cái cổ phiếu mà nó đã có sự test đáy rồi là tạo đáy thì chúng ta hãy mua nhá, tránh cái việc FOMO trên cái vùng đỉnh này. Và đối với cái việc này thì Công Dũng ngày mai, Công Dũng nghĩ là khi nó lên cái vùng đó là 1240 đến 1245 nó sẽ xuất hiện những cái áp lực bán ở trên này. Thứ nhất là nó sẽ xuất hiện áp lực bán vì nó lên cái vùng kháng cự nha anh em nhá. Thứ hai mà ngày mai chúng ta có một cái cây nến tăng tiếp tục thì nó sẽ nhảy ra khỏi band. Nó sẽ nhảy ra khỏi band của cái chặng ngày này, và khi nhảy ra khỏi band thì rất có nguy cơ nó sẽ bị đạp ngược trở lại. Nó sẽ bị đạp ngược trở lại ở những cái phiên tiếp theo. Vì thế anh em hãy hạn chế FOMO mua đuổi ở những cái giai đoạn này. Nếu chúng ta có lợi nhuận, chúng ta hãy hiện thực hóa lợi nhuận bằng 50% cái việc chúng ta chốt lời hàng nha anh em nhá. Thì anh em hãy lưu ý giai đoạn này cho Công Dũng. Đặc biệt lưu ý đi, đừng có mua FOMO hay gì cả nhá, nó rất là rủi ro cho chúng ta. Chặt giờ thì chúng ta đã xem là như vậy rồi đấy, mọi người thấy áp sát đỉnh cũ mà. Ở những cái trường hợp đợt trước này anh em thấy là nó đều có những cái sự điều chỉnh nhá. Mặc dù đây này anh em này, anh em nhìn thấy ở đây là những cái pha mà nó tạo cái đỉnh nhá, nó đi xuống nhá, nó tạo đáy nó đi lên nhá. Anh em thấy là đây này, lấy dẫn chứng luôn, ví dụ đây là một cái đỉnh nhá, tiếp theo là một cái đỉnh tiếp, đúng không ạ? Lên đây nó là một cái đỉnh tiếp, nhưng mà anh em nhìn thấy là nó đang ở dưới rất là thấp. Và chúng ta nhìn thấy hướng này là hướng đi lên, nhưng mà hướng này lại hướng đi xuống, thì nó sẽ có một cái nhịp rũ điều chỉnh thật là mạnh xuống đây. Sau đó nó mới vọt lên anh em nhá. Sau khi nó vọt lên thì nó tạo thành một cái đỉnh ở đây, đúng không ạ? Và sau đó nó tạo thành hai cái đỉnh thấp hơn ở dưới thì nó cũng là một cái pha điều chỉnh. Và chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận ở giai đoạn này. Đây, mình lấy thêm cái ví dụ cho anh em về những cái nhịp mà nó bị phân kỳ âm nhá, nó sẽ gặp những cái sự điều chỉnh là như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy một đỉnh này, đây một đỉnh đúng không, đây thêm đỉnh nữa đi, thì chúng ta nhìn thấy là một này và ba đỉnh này, MACD nó cứ cắm xuống thì nó sẽ có những cái pha điều chỉnh ngắn nhá. Những cái pha điều chỉnh ngắn này là những cái cơ hội cho anh em, nếu anh em vẫn view thị trường là nó tăng, anh em hiểu ý Công Dũng không? Đây sẽ là những cái cơ hội khi mà anh em vẫn view thị trường là tăng thì xuống đây thì anh em mua thoải mái. Không việc gì là chúng ta phải cứ phải tranh nhau mua ở những cái nhịp mà khi nó có một đỉnh MACD rồi, một đỉnh phụ ở đây rồi. Và bây giờ chỗ này thì chúng ta không biết là nó có tạo đỉnh hay không, nhưng chỗ này thì là rủi ro nhá, chỗ này là nguy hiểm, chỗ này là cảnh báo nguy hiểm. Đấy, anh em thấy một đỉnh ấy, sau đó nó điều chỉnh, nó có thể điều chỉnh một nhịp rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó xuyên qua cái vùng đáy phía trước, sau đó nó bật lên, rút chân lên, thì chúng ta hãy chờ đợi những cái tín hiệu này để chúng ta mua những cổ phiếu khi mà
nó có sự điều chỉnh đúng không? Đúng không ạ? Anh em lưu ý nhá, lưu ý về cái việc này. Đấy. Những cái diễn biến của thị trường là chúng ta phải cực kỳ là chúng ta lưu ý. Sau nhịp chỉnh này chúng ta mà mua ở đây thì có phải là chúng ta ăn một cái nhịp phía sau nó ngon hơn rất là nhiều không? Là cái việc mà chúng ta cầm hàng từ trên này bị đạp xuống đây xong bắt đầu nó kéo lên đây thì chúng ta mới về bờ. Đấy. Anh em lưu ý nhá. Hãy lưu ý cái việc này cho mình. Và bây giờ thì Công Dũng sẽ đi vào phân tích một số cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta có những cái cổ phiếu ví dụ như là chúng ta có những cái cổ phiếu nổi bật của cái nhóm VCC tăng nhỉ. Chúng ta xem ngân hàng thế đi. Ngân hàng chúng ta có Techcombank. Techcombank thì tiếp tục không ngừng nghỉ. Con này mình chẳng thấy nó nghỉ gì cả. Thôi cũng chẳng có điểm mua anh em ạ. Đối với Techcombank thì thôi chúng ta cứ ai có hàng thì chúng ta cứ cầm nhá. Vietcombank ngày hôm nay tham chiến này. Con Vietcombank anh em thấy là xuống vùng hỗ trợ cái nó bật lên luôn không? Nhưng mà lên đây lại là kháng cự rồi anh em nhá. Lên đây lại là kháng cự rồi nhá. Lên đây mà anh em nào muốn chốt thì anh em có thể chốt nhá. Con này mà nó kéo lên đây mà nó đạp xuống thì thị trường của ta sẽ bị điều chỉnh á. Nên là cái con Vietcombank này nó chỉ cần di chuyển nhẹ thôi là thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái diễn biến rất là khó lường, đúng không ạ? À, ngày hôm nay thì mình có khuyến nghị anh em mua mới con LC anh em ạ. Khuyến nghị anh em mua mới con LC bởi vì con này là cũng thuộc cái nhóm ngành công nghệ anh em nhé, và công nghệ thì chúng ta có con VGI tăng rất là tốt rồi. Đây đây cổ phiếu công nghệ anh em mua canh LC này. VGI mà Công Dũng hướng dẫn mua trong video cuối tuần cũng đang tăng rất là mạnh này. Buổi sáng mình chụp này, buổi sáng mở mắt ra là nó đã tăng 5,42% rồi, và kết phiên thì cái con cổ phiếu này nó cũng tăng 9,49% nhá. Đấy, sau đó thì có mua cảm biển VSC 22.4 22.5 này, VSC này. Đấy, thì anh em thấy là cái con này thì ngày hôm nay nó vẫn loanh quanh giá mua thôi, thì vận tải biển này thì Công Dũng nghĩ là cũng có thể là hy vọng được, đúng không ạ? Và lúc 10 giờ Công Dũng có nói là trong trạng thái hưng phấn gần kháng cự 1240, nhà đầu tư có lợi nhuận một số cổ phiếu đang cầm thì cân nhắc chốt lãi nhé, đừng quá hưng phấn ở nhịp này để tránh việc mất thành quả. Nếu còn kỳ vọng về cổ phiếu đó thì áp dụng nguyên tắc chốt lãi 50% khi thị trường hưng phấn. SSI thì gia tăng cho mọi người. SSI hôm trước mình đã nhắn anh em mua lấy vị thế ở vùng giá 35 rồi, 35 cộng trừ rồi đó. Và mình có nói với mọi người là hỗ trợ mạnh hiện tại của con EIB là vùng 17.8 đến 18. Nếu hôm nay hoặc những phiên sắp tới EIB giữ vững được mốc này thì sẽ có một nhịp bật trở lại. Đây là con banh kênh dưới chưa chạy và đang trong biên đánh sideways, nên những nhịp đánh trong phiên sẽ rũ bỏ rất mạnh. Nhà đầu tư cầm hàng, nếu thủ mốc hỗ trợ thì mới bán 50% nếu mình đang cầm cổ phiếu mình đang cầm, còn nếu giữ được hỗ trợ thì tiếp tục nắm giữ. Đối với EIB là cái chiến lược nó là như thế. Anh em nào đang xem video mà có EIB thì anh em cũng có thể áp dụng cái chiến lược mà Công Dũng nhắn ở đấy nha anh em nhé. Đấy, chúng ta xem về cái chart của VN-Index này, chúng ta nhìn thấy là nó vẫn đang trong cái trạng thái này thôi. Đấy, nó cũng chưa có gì thay đổi cả, hướng lên đi xuống nhá. Đấy thì mọi người lưu ý cho Công Dũng cái nhịp này để chúng ta đề phòng thôi, đề phòng rủi ro, cầm 50% lượng hàng thôi nhá. Chúng ta sẽ xem tiếp tục các con banh này. CTG vẫn ổn, những con banh này thì anh em vẫn tiếp tục cầm. Banh thì Công Dũng thấy có dấu hiệu nó kéo về cuối phiên thì không biết là ngày mai nó có kéo không. Những cái con như Tiên Phong banh ngày hôm nay mình cầm này thì mình cũng bán bớt một chút đi. Đấy, ngày hôm nay thì chẳng có gì xấu đâu nhưng mà chốt lãi bớt một chút đi. EB hôm nay về giá xanh này, con này đang đánh trong cái biên hộp sideways anh em lưu ý này. Đấy, đây là về đáy biên hộp rồi, anh em nào mà cắt lỗ ở đây thì nó thực sự là nó không đúng kỹ thuật lắm anh em nhá. Về dưới biên dưới rồi mà ở đây là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, sau khi về đây thì nó có thường có những cái nhịp bật lên, và bật con này ít nhất là nó tầm khoảng tầm 18.8 đó. Nó sẽ bật ít nhất khoảng lên 18.8. Còn nếu mà coi con này ấy, mà xác định là vượt 20 ấy, thì chắc chắn nó sẽ là một con banh khỏe về phía sau. Nó sẽ chạy ầm ầm luôn. Anh em lưu ý nhá. Chúng ta những cái vùng ở dưới này này, sau đó chúng ta nhìn lại nó chỉ là những cái vùng đáy của con cổ phiếu này thôi. Đấy, nên là anh em hãy lưu ý đối với con này. Đấy. Những con như ACB này chúng ta vẫn có thể cầm được. MBB này, SHB này, SHB thì hơi đuối, CTG khỏe này. Techcombank này, CTG khéo nó sau lại phi lên như con Techcombank cũng nên. Anh em lưu ý nhá, đấy là về dòng banh thì Công Dũng nghĩ là anh em nào có lãi thì anh em chốt một phần thôi. Còn anh em nào mà không muốn chốt ấy, thì anh em cứ cầm cũng chưa có vấn đề gì nhiều. Đấy, điểm mua con BID ở đây anh em thấy tăng tốt không? Đấy, MSB cũng thế này.
cũng điểm mua ở đây, anh em thấy là tăng rất là tốt đối với các cái cổ phiếu banh này, đúng không? Chúng ta có những cổ phiếu chứng khoán nhé, chúng ta xem chứng khoán đi. Chứng khoán ngày hôm nay có VIG là cái con mà bật từ nền lên này, bật từ nền này, HBS này cũng bật từ nền này, AAS này đang loanh quanh này, không biết có bật từ nền đâu. Nhóm này có con IVS ngày hôm nay xem có tím không, ngày hôm nay thì trả lại một cây âm 4,8 rồi. Đấy, cái con này đánh rất là khoai này. SBS này, đấy là một cái cổ phiếu penny của nhóm này. Nếu mà anh em thích kiểu là chúng ta thả một ít tiền vào để ăn những cái điểm nổ của con cổ phiếu này ấy, chúng ta mua tại các cái vùng này nó sẽ rất là an toàn đối với cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu chứng khoán. FTS này lên bị bán rụt đầu này, nhảy ra khỏi band này, bị đạp ngược trở lại band này anh em này. VIX này, VIX thì vẫn chưa vượt qua được cái vùng đỉnh phía trước của nó nhá. VIX thì vẫn chưa vượt qua thì mình đánh giá là cái con này thì nó cũng không phải là thực sự mạnh trong giai đoạn này lắm. Bây giờ chắc là đang nhường sân cho những con khác thôi. VDS này vẫn có thể cầm được này, TCI này chưa có gì hay ho này, VND vẫn đang loanh quanh ở đỉnh phía trước thôi. Nó cần phải vượt qua đây với vốn lớn thì nó mới tốt anh em nhá. SSI ngày hôm nay vượt qua rồi thì nó đang đóng ở ngoài band rồi, thì khả năng nó sẽ có sự tích lũy trở lại ở đây, có thể là sideway up một chút nhá. AGR này, nói chung là dòng trứng thì nó vẫn đang vận động tích lũy thôi anh em ạ, cũng chưa có gì nhiều cả. Nếu anh em muốn lấy vị thế trước thì anh em lấy thôi, chứ còn bảo vào sóng thì Công Dũng nghĩ là nó chưa. OHCM này thì nó đánh khác bọt hẳn luôn này. ORS này cũng chưa có gì này. Chúng ta xem những cổ phiếu dầu khí nhá. Dầu khí ngày hôm nay có BSR lại tăng ngược trở lại anh em, đánh theo kiểu chữ N đúng không ạ? Đánh theo kiểu chữ N ở đây này, lên này, chỉnh này, lên này, lần này khéo lại vượt đỉnh đúng không anh em? Lần này khéo lại vượt đỉnh đấy, mọi người lưu ý nhá. PVD này lại quay trở lại vùng kháng cự này, thì đây không phải là điểm mua. Nếu mà mua anh em phải mua những cái cây mà nó đạp xuống cơ, còn không mua được thì thôi. Nhóm dầu này đánh cũng rất là khó. PVC gas này, PVT này, Pau này, Pau ngày hôm nay quay trở lại. PLX này, PLC này, chưa có gì ở CNG, chưa có gì hay ho cả. Bất động sản ngày hôm nay là tâm điểm đúng không anh em? Và NTL, cái con nào kênh trên ấy thì nó vẫn thể hiện là cái phong cách của nó là phong cách rất là khỏe, khỏe mạnh và đi lên. NTL khỏe này, SSC khỏe này. SSC anh em thấy là Công Dũng vẽ cho anh em không? Đây là cái những cái lúc mà mình vẽ phía trước ấy, thì anh em nhìn thấy là nó đang đi theo những cái kịch bản test MA10, xung quanh MA10 và nó bật lên, bật ngược trở lại, đúng không? Cái con SSC này thực ra là nó đánh rất là lành anh em ạ, rất là lành đây, rất là lành, và nó có thể là nó sẽ tiếp tục tiếp bước để nó đi những cái chặng đường tiếp theo của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp thì Công Dũng có nốt cho anh em những con như IDC này, mình đang cầm này. IDC mình đang cầm và mình có nói mọi người là tiếp tục cầm. Tại sao lại tiếp tục cầm con này và khi nào thì chúng ta mới cân nhắc bán? Có nghĩa là con IDC này anh em này, nhìn vận động này, nó luôn luôn vận động trên đường MA10. Và khi cái con cổ phiếu này nó phải mất MA10 hoặc là nó xuống mất MA20 cơ, nếu mà chúng ta mới cân nhắc đến việc bán nhé. Còn cái thời điểm mà anh em mua cùng Công Dũng ấy, thì Công Dũng nghĩ là anh em vẫn tiếp tục cầm. Lúc nào bán thì mình sẽ nói với mọi người về cái việc mà anh em nên bán cái con cổ phiếu này đi nhá anh em nhá. Đấy, những bất động sản khu công nghiệp có anh em nào bảo hết sóng bất động sản khu công nghiệp, anh em thấy không? Ngày hôm nay những con này nó còn tím cơ, những cái con như EGC này nó còn tím cơ, chứ không phải là nó đơn giản là nó tăng như thế đâu nhá. Anh em nhìn cái con PLX, APXL của bất động sản khu công nghiệp này, anh em thấy nó tăng có điên cuồng không? Đối với những con cổ phiếu này nó đang vào những cái pha mà chúng ta có thể nói là những cái pha mà chạy nước rút. Đấy, thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta sẽ cầm những con này nhá. Anh em nên tránh những con như ITA này, như KBC này, những cái con này rất là yếu. Anh em đừng có tham gia những con bất động sản khu công nghiệp này. Đấy, VGC thì còn là một cổ phiếu kênh giữa, con này thì còn được. Còn những con như KBC, ITA thì tốt nhất là anh em nên tránh mặt nó trong giai đoạn này ra nhá. Những con đấy đánh không uy tín một chút nào nên chúng ta hạn chế chơi. BCM này, BCM đây là con lớn đánh cũng rất là khó, con này đánh khá là khoai nên là anh em cũng hạn chế chọn. Đấy, chúng ta có những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp vậy. GVR này anh em thấy đây, GVR ngày hôm nay nhường sân cho SSC diễn nhá. GVR đã chạy khỏe quá rồi, bây giờ nó nhường sân cho SSC diễn một chút, đúng không? DRC, những con khu công nghiệp cao su này, PHR này anh em thấy không? Những con cổ phiếu của nhóm khu công nghiệp và cao su nó vẫn có dòng tiền lưu trữ trong đó và nó chưa hoàn toàn thoát ra. Thế nên là những cái nhịp này
chỉ cần thị trường nó chững lại hoặc là thị trường tăng điểm ấy, là cái nhóm này nó lại được nó kéo thôi, đúng không ạ? Và chúng ta xem những con bất động sản khác. Ngày hôm nay sell này, đấy, con sell này thì hôm qua Công Dũng có nói anh em rồi. Thực sự thì cái con này nó đang đánh trong một cái biên hộp, và anh em thì không cần biết là nó test một đáy hai đáy, nhưng mà anh em nhìn thấy này, những cái nhịp này nó đều rũ xuống những cái vùng nền phía dưới và nó chỉ đi ngang thôi. Những con này sẽ nổ bất chợt. Anh em mà không mua tại các cái vị thế nền thì anh em không bao giờ ăn được cái con cổ phiếu này. Thật sự là như vậy. Để mà mua, để mà bắt cái con sell này thì chúng ta cũng cần phải mua các cái vị thế trước nha anh em nhá. Đấy, sell này hút tương tự nhá, con hút cũng tương tự như con sell. Hai cái con này đang đi rất là giống nhau. Nếu mà anh em nói đây là một đáy thì đây có phải là cái đáy thứ hai của con hút không? Đấy, và khi có đáy thứ hai thì nó có thể là nó sẽ làm nổ một cây như thế này, là chuyện hết sức bình thường nhá. Mà con này nổ thì có thể là nó sẽ đánh nổ lên thẳng cái vùng này. Nếu lúc đó anh em muốn bán thì anh em bán. Còn cái vùng này đến đây cầm ở đến đây rồi thì chúng ta cũng không cần phải bán những cái cổ phiếu này nữa, đúng không? Ngày hôm nay có con đích, nhưng mà mình nghĩ là con đích này vẫn sẽ có một cái nhịp nó quay trở lại, nó đón anh em để anh em mua đấy. Nếu mà cái nhịp này mà anh em muốn mua con đích ấy, thì Công Dũng nghĩ là anh em hãy mua cái nhịp số 2. Đáy số 2 anh em nhá, là sẽ là an toàn hơn cho anh em rất là nhiều. Đấy. Cái vùng này thì mình thấy là nó mới chỉ là đáy 1, nó hồi về M20 thôi. Thì còn sẽ còn một cái nhịp nó về nó test lại thì đó sẽ là cơ hội cho anh em. Nam Long các thứ cũng thế này, lại chui vào cái hộp rồi. NDN thì Công Dũng đã hướng dẫn anh em cách mua con này rồi nhá. Hang Điền này, Hang Điền này nó đang có cái kiểu mà nó giống con HPG, nhưng mà không biết là nó có làm được hay không. Nó giống con HPG ở cái giai đoạn mấy cái cây trước anh em. Đây này, giống HPG ở những cái nhịp này này, rũ xuống xong bắt đầu là có một cái cây xanh hướng lên này. Nhá mọi người nhá. Đấy, Hang Điền hao này. Anh em thấy cái chạc của nó cũng tương tự như thế nhá, cũng một đáy, hai đáy, ba đáy này. Và bây giờ đang hướng lên thì đối với Hang Điền ấy thì Công Dũng nghĩ là con này thì anh em nào có thì anh em vẫn cứ cầm được, còn anh em nếu mà có những cái nhịp mà rung lắc ấy, chúng ta có thể là xem xét vào cái vị thế của con Hang Điền. C2 này, C2 vẫn có thể là anh em cầm được. Con này gãy nền rũ. Gãy nền rũ này, đấy bắt đầu đi lên này. L14 này, mất M20 lại lấy lại M20 rồi. Nói chung mấy con này thì phải nằm chờ thôi. PDR này cũng như con đích nha anh em nhá, con này đánh tương tự như con đích. Vinhome này, đất xanh này, đất xanh thì yếu hơn cả. Nếu anh em mua, anh em chỉ mua đích hoặc PDR thôi. NHA này, CKG, tích. Con tích này cũng khá, nhìn khá là ổn nha anh em nhá. Con tích này anh em cũng có thể để ý cho Công Dũng được này. Con tích này giá nó bé bé một tí thôi, nhưng mà nó đang vận động vận động cũng khá, nhìn khá là đẹp anh em. Con tích này, TG này nhá, nó đang ở cái mẫu hình đó là tam giác rồi, đi cuối đường tam giác rồi. Đấy, chúng ta cũng thử theo dõi cái con cổ phiếu này xem nhá, chúng ta thử theo dõi cái con cổ phiếu này xem nó có đem lại cái lợi nhuận cho chúng ta ở trong cái giai đoạn sắp tới không nhá. Nó mà đi về cuối đường này thì rất có thể nó sẽ nổ, với cái chạc mà nó đang bò ở dưới này mà một đáy hai đáy mà ACD này thì nó rất dễ là nó sẽ có một cái nhịp nổ đối với con tích nhá. Mọi người để ý con này cho Công Dũng này. HDG chưa có gì hay ho cả. Con CKG cũng đây này, anh em nào mà thích cái dạng mà con cổ phiếu mà nó lừ lừ xong là nó sẽ nổ lên ấy thì CKG có thể là một gợi ý nhá. Mọi người nhìn cái chạc CKG này, tạo đáy này, bắt đầu đi lên này. Đấy, thì đối con này thì thanh khoản nó hơi thấp nên anh em có thể là anh em bỏ một ít tiền vào đánh ăn sáng cà phê đối con cổ phiếu này được, cũng đúng là được đấy. TCH gãy nền rũ, con này cũng gãy nền rũ nhá, chưa có điểm mua. VRE đang rất khỏe, anh em nào có hàng tiếp tục cầm. Novaland thì đang chuẩn bị lấy lại M20 đấy, thì anh em cũng lưu ý con này. HAR này, HDC này, chưa có gì này. VIX nhỉ, VIX mình đang cầm, mình vẫn cầm bởi vì là nó giữ được M20. Đối con cổ phiếu này mình vẫn đang cầm nha anh em nhá, chưa bán. SCR này, LDG, HQC, chưa có gì hay ho cả. IDG, chưa có gì. Chúng ta có nhóm thép nào, có VGS ngày hôm nay còn thấy tím cơ, nhưng mà không tím được. Cái đoạn này là anh em thấy những cái kịch bản mà nó lên đến cái vùng kháng cự ấy, nó không tím được thì nó có thể là nó sẽ phải tái tích lũy đi ngang nhá. Nhưng mà cái đoạn tái tích lũy này mua bán cũng khó phết đấy. HPG ngày hôm nay đánh vượt đỉnh luôn nhá, con này ngày hôm nay đánh vượt đỉnh rồi. Nếu mà anh em muốn mua con này ấy, thì anh em phải chờ mua ở cái cây test lại, có thể là nó sẽ test lại nhẹ nhẹ ở quanh cái khu này. Đối với Hòa Phát cùng là một cái con cổ phiếu blue chip ấy, thì Công Dũng sẽ kỳ vọng hơn
về cái việc mà những cái cổ phiếu này nó sẽ tăng giá tốt ở thời gian này. Anh em lưu ý nhá, nó giống như con DGC này đấy, những cái nhịp của con này nó đánh rất là khỏe, rất là nhanh và mạnh, nó không đón ai cả. Lát biết này, phân này anh em vẫn có thể cầm được này. Những con cổ phiếu kênh trên này nó cứ chỉnh xong nó lại lên tiếp nhá, chỉnh là lên. DDV anh em cũng có thể cầm được, con này thì Công Dũng nghĩ là vẫn có thể cầm được, nó đang luôn vận động trên MA10. Anh em nhìn thấy này, luôn vận động trên MA10 cái đường màu tím này, thì nó đang thể hiện cái sức mạnh của nó nhá, nó đang thể hiện sức mạnh đấy. BFC thì chưa có điểm mua, TLH thì chưa có gì hay ho này, SMC này, HSG này, NKG này đều bị bán rụt đầu nhá, những con thép này đều bị bán rụt đầu nhá. Rất có thể là nó sẽ vào một cái kịch bản đó là nó lên đây rồi nó quay trở lại, nó test lại một lần nữa rồi nó mới lên nhá. Thì anh em đợi cái đáy số 2 anh em mua. Phần có CSV này vẫn rất là khỏe này, DPM này, DPM đây là một đáy rồi, về test lại thêm lần nữa ở đây thì quá là đẹp luôn. Về test lại cái đường trendline ở đây rồi sau đó khả năng nó sẽ bật tiếp theo. DCM này. Nhóm thủy sản ANV ngày hôm nay đánh tín vết anh em ạ. ANV này bình thường nó sẽ đánh như con IDI này anh em này, bình thường nó sẽ đánh như con IDI nhá, nó giảm rất là mạnh phía xuống ấy. Và nó có thể nó là một nhịp rũ, nhưng mà lần này ANV ấy, thì nó lại không không rũ thế. Nhưng mà những cái điểm này thì anh em cũng khó có thể để mua được con cổ phiếu này. Đối với con cổ phiếu này rất là khó mua, VHC thì mình còn tin tưởng hơn. Còn đối với ANV thì mình nghĩ là nó sẽ không 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 uy tín. Mà ANV nó là một cổ phiếu kênh giữa nha anh em nhá. Còn con VHC nó là một cổ phiếu kênh trên nha anh em nhá. Nó đã vượt đỉnh phía trước rồi. VHC này rất là khỏe nhá, đánh vượt đỉnh luôn. Đấy thì anh em nếu mà muốn mua ấy, canh con VHC này, test lại cái chúng ta mua nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ mua con VSC à, VSC chứ không phải VHC. VSC là con vận tải, thì ở đây chúng ta thấy HAH đã vượt đỉnh rồi và đang test lại. Ngày hôm nay có nhắn anh em để mua con VSC này, thì đây cũng là một cái con mà Công Dũng rất là kỳ vọng nó có thể là nó vượt đỉnh phía sau này. Nếu mà anh em nhặt con VSC này rồi thì thôi, vẫn đang quanh giá để mua đấy anh em ạ. Nhịp này chúng ta sẽ đánh VSC nhá, chúng ta sẽ không đánh PVT nữa. HAH thì cũng đã chạy rồi đó, và một số con khác, cổ phiếu khác thì chúng ta có thể xem ở đây là nhóm đầu tư công nhỉ. Đầu tư công thì anh em thấy là G36 này tăng rất là tốt này, CTD này vẫn đang trong một cái biên hộp sideways nhá. Con CTD này nó phải bứt qua cái vùng đó là vùng 71 cơ, 71 72 cơ thì nó mới qua khỏi chiếc hộp. LCG này vẫn đang là một con mà Công Dũng nghĩ là đang giữ nhịp rất là tốt. HT1 này mọi người có thể chú ý con này trong nhóm đầu tư công. HTN thanh khoản hơi thấp. C4G không ăn thua. CKG nhá, anh em chú ý con CKG nữa này. VCG này. Đấy, có thể là nó sẽ tích lũy ở đây, chạm ở đây, test lại lần nữa. Test lại lần nữa. Đấy, ở đây, xong bắt đầu là nó mới lên. Đấy, kiểu kiểu như thế. HHV lên MA20 này. KSB này, con này cũng chú ý được này. PLC này, DPG. Đấy, rũ cũng kinh phết nhà anh em nhỉ. BCC. Nhưng mà mình thích con HT1 này, HT1 anh em để ý này. Đó, mọi người lưu ý con HT1 nhé. Thì video ngày hôm nay thì Công Dũng sẽ phân tích đến đây thôi. Thì có những cổ phiếu nào mà anh em muốn hỏi, anh em có thể nhắn ở trên trên phần bình luận nha anh em nhé. Anh em xem đến đây nhớ để lại một like, một đăng ký kênh cho Công Dũng. Anh em nào muốn chuyển về Zoom VIP của Công Dũng đồng hành thì anh em có thể nhắn cho Zalo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những bản tin tiếp theo.